Lobby xin chào tất cả các anh chị nha. Lobby đang chạy trên đường Đinh Tiên Hoàng các anh chị. Đinh Tiên Hoàng bây giờ là đang còn tầm 1 giờ mấy, 2 giờ trưa đó, nắng dữ lắm. Phía trước các anh chị là cầu Bông. Mời các anh chị cùng với lại Lovely chúng ta lên xe. Rồi chúng ta bắt đầu lang thang một số điểm ở Sài Gòn. Đây là quận 3 và quận 1. Đó. Phía trước anh chị đang là đường Trần Quang Khải. Góc ngã tư đường Trần Quang Khải, mé bên tay phải nè, quẹo qua Trần Quang Khải nè. Còn mé bên trái thì nó là huyện Huy Tự. Nó đi thẳng luôn là đường Võ Thị Sáu nha. Thì hôm nay Lovely có một số công việc ở quê Phan Thiết các anh chị. Đây bây giờ đang trên đường đi về quê. Đây là đầu đường Võ Thị Sáu nè. Và Lovely đi xe Phương Trang, cho nên bây giờ phải chạy qua phía Đề Thám đó, ra bến xe của nó rồi mình đi. Đi chuyến 3 giờ chiều các anh chị nên bây giờ phải chạy rồi, chứ không ra muộn là xe trung chuyển nó đi mất. Rồi đường Võ Thị Sáu nha. Võ Thị Sáu là con đường một chiều, nó bắt đầu từ cầu Bông đó cho tới cầu xây dân chủ. Cầu xây dân chủ, cái cầu xây cách mạng tháng 8 đó là đường Lê Văn Duyệt ngày xưa. Chứ các anh chị đang là góc có ngã tư Hai Bà Trưng với lại đường Võ Thị Sáu. Bên tay trái Lovely đây là công viên Lê Văn Tám nha. Bây giờ ngoài đường rất là nắng, nhiệt độ này xuống tầm khoảng gần 40 độ C. Trên cái đường Võ Thị Sáu này nó có một cái showroom xe mô tô của Honda các anh chị. Rất là nhiều chiếc Lovely rất là thích. Mấy chiếc được quý như là chuyên cơ mặt đất. Chứ các anh chị ngay góc Võ Thị Sáu với lại đường Factor hay sao á. Đúng rồi. Đó, cái dưới các anh chị né bên tay trái đó, anh chị nhìn Lovely sẽ đứng ở đầu phải tư. Có rất là nhiều chiếc mô tô rất là lạ. Honda nó cũng là cái showroom chính hãng từ mô tô của Honda ở Việt, ở Sài Gòn đầu tiên đó các anh chị. Rồi bây giờ là tới đường ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Võ Thị Sáu. Ngã tư rất là lớn. Mé bên tay phải ngay ngã tư này là công an thường xuyên đứng. Các anh chị chạy ở đây thì nếu mà quẹo phải thì nhớ cẩn thận chút xíu, đi ngang đồ đầy đủ. Đây có cái chốt công an. Hôm rồi Lovely có coi cái video của anh chàng mô tô vlog đó các anh chị. Thì ảnh có thấy một cái người đi đường mà bị say xe đó, bị say rượu á, không có biết đường về. Cái Lovely mới thấy ảnh chạy đi tìm công an, tìm ở mấy cái chốt, ngay cái chốt này luôn nè, ngay chốt ở Võ Thị Sáu lại ngâm chuyện Khởi Nghĩa. Nhưng mà sau hôm đó lại không có, không có đứng chốt. Tối tầm 9-10 giờ đêm thì đó cũng là một cái hành động rất là hay các anh chị.
chứ để mấy người mà đi xe máy mà say xỉn á, không gây tai nạn giao thông cho người khác thì cũng không có được lắm. Đây là đèn đỏ ngay góc ngã tư đường Trần Quốc Thảo và Võ Thị Sáu. Lúc nãy Lovely mới vừa dừng đèn đỏ ở đây thì chợt nhớ một cái, đó là cái video mà của cái cô mà chở cái đứa bé tới đèn đỏ dừng xong rồi bị xe ô tô 4 chỗ phía sau nó hút lật đít. Lovely có nhớ cái video đó, thì lúc nãy mới đứng đèn đỏ lại Lovely mới giật mình liền các anh chị. Bởi vì là cái khúc mà giao giữa đèn vàng với đèn đỏ nó rất là nhỏ, mà lúc đó là mình phải đưa ra quyết định là vượt hay không vượt. Đó là nhiều lúc là đúng quy định là mình phải đứng lại, giống như Lovely lúc nãy mới vừa đứng lại đó, nhưng mà sẽ có nhiều trường hợp đó là người ta sẽ vượt luôn. Đấy, và cái vượt người trước á, người sau thế nào cũng nối đuôi vượt, và thế là nếu người trước mà bất thình lình sực nhớ tới quy định mà đứng lại cái là người sau hút đít liền. Đó là cái thực tế nó phải như vậy, cho nên là hồi nãy Lovely vừa quyết định là đứng lại thì Lovely nhìn ngay vào hai cái gương chiếu hậu đó, nhìn ngay vào hai cái gương chiếu hậu để xem phía sau mình nó có cái xe nào không, chứ là lúc đó là người sau thấy mình đang có ý định vượt xong đầu cái mình đứng lại cái là người ta hút đít liền. Phía trước đang là đường Bà Huyện Thanh Quan nha, lúc đi sẽ quẹo Bà Huyện Thanh Quan đi ra hướng Nguyễn Thị Minh Khai. Từ nhà Lovely mà chạy qua bên phía bến xe Đề Thám quận nhất là cũng tầm khoảng 40 tới 45 phút. Đây là đường Bà Huyện Thanh Quan. Cái đường Bà Huyện Thanh Quan này có đặc điểm là xanh đèn đỏ rất là nhiều. Nhiều khi dừng đèn xanh đèn đỏ lâu lắm. Phía trước có một cái xe đang chở các cái loại dưa leo, khoai mì. Cô này cũng ngủ, có ngồi cũng ngủ luôn, thấy thương không các anh chị. Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam. Rồi, chúc cô chú buôn may bán đắt, bán rau củ quả các anh chị, dưa leo, rồi trái khóm, khoai mì, khoai lang. Những cái hình ảnh như vậy thì nhiều khi khoảng vài ba năm nữa thì sẽ không còn nữa. Cuộc sống càng ngày càng phát triển và con người cũng cần có thay đổi nhiều cái. VinFast, xe VinFast đây các anh chị, một trong những niềm tự hào của Việt Nam. Rồi, phía trước đây là đang là đường Nguyễn Đình Chiểu với lại đường Bà Huyện Thanh Quan. Lắm đi sẽ đi thẳng luôn. Do lắm đi cũng sợ muộn thời gian nên là chắc chạy cũng nhanh á. Rồi, hết đường Bảo Huyện Thanh Quan, đây là ngã ba đường Nguyễn Thị Minh Khai. Lovely sẽ đi quẹo phải đó là Lovely sẽ đi thẳng luôn. Đi thẳng ra đường qua đường Nguyễn Nguyễn Văn Cừ các anh chị. Nói thêm chút xíu nữa là tại vì Lovely phải đi gửi xe, đi gửi xe nhà anh hai. Cho nên là đi qua Nguyễn Văn Cừ rồi sau đó mới đi Grab qua bến xe Đề Thám.
Trời nóng quá. Đây là cách mạng tháng 8 để các anh chị, đường xưa kia là đường Lê Văn Việt. Rồi lớp Lê sẽ đi thẳng luôn đường Nguyễn, đi thẳng đường Nguyễn Thị Minh Khai để tới phòng xây đường huyện Phong Cừ. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Minh Khai là tên của một người vợ các anh chị, vợ bà này là vợ của ông Lê Hồng Phong á, đó nhà cách mạng yêu nước thời kháng chiến chống Pháp á, đó là bà xã của Lê Hồng Phong á các anh chị. Theo như lớp đi có đọc một số tài liệu, bà xã của Lê Hồng Phong là nói tới Lê Hồng Phong thì với sực nhớ cái ngày xưa cái bên Lê Hồng Phong đó, nó là cái là bến xe chợ lớn, bến xe rất là lớn, có cái bến xe rất là lớn. Sau đó rồi mới dời về bến xe miền Đông bây giờ đó, ngày trước đó là bến xe Lê Hồng Phong. Các anh chị rất là nhiều anh chị ở Sài Gòn hoặc là ở những nơi khác là đều biết, lớn lớn tuổi hơn lớp Ly á đều biết tới cái bến xe Lê Hồng Phong đó. Xưa bên đó là đường Petrus Ký ha, đường Petrus Ký, không biết là phát âm lớp Lý phát âm có đúng không. Sau này nó đổi cũng thành nhiều nhiều cái tên đó, bây giờ mới là tên Lê Hồng Phong. Bây giờ hồi đó bây giờ cũng có bến xe nhưng mà nó nhỏ rồi, nó không có còn ứng, nó chủ yếu là hàng hóa là chính, gửi hàng hóa đi các tỉnh, ta hay ra ngoài đó gửi. Các anh chị đang là vòng xoay đường Nguyễn Văn Cừ nhé, đường Nguyễn Văn Cừ với đường Võ Thị Sáu này, rồi Lý Thái Tổ đó, ở đây nó giao thương giao với một số đường lớn. Đây sẽ quẹo vô đường Nguyễn Văn Cừ. Mé bên tay phải của lớp Ly đang là đường trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Đó, trường chuyên Lê Hồng Phong vừa mới đi qua. Trên đường này còn có trường đại học khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn gì nữa các anh chị. Đó, mấy bên tay phải của lớp Ly đây đang là trường đại học khoa học tự nhiên á. Lớp Ly sẽ gửi xe dưới một cái chung cư. Và đi về quê vài ngày các anh chị. Đây là đường Nguyễn Văn Cừ, đi thẳng đường Nguyễn Văn Cừ luôn các anh chị, là qua bên đường Dương Bách Đạt hả? Phải không?
Bình Xuyên, khu quận 8 đó, đi qua cầu Nguyễn Văn Cừ luôn, là nó xuống cái đường gì nè, lớp ly quên mất rồi, phải Âu Dương Lân hay là Dương Âu Dương Lân hay là Dương Bát Tràng quên mất tiêu rồi. Tí nữa chạy tới đó là lớp ly sẽ nói tên luôn cho các anh chị. Rồi đang nắng quá, ước gì được lên xe sớm đó. Đây là đường Nguyễn Trãi đó, các bạn tư đường Nguyễn Trãi với Nguyễn Văn Cừ. Mới vừa Tết xong được vài tuần các anh chị, giờ về quê lại rồi. Lớp ly về đám cưới anh chị, đám cưới nhà bác nên là phải về mấy ngày đó. Trước các anh chị đang là cầu Nguyễn Văn Cừ nha, lớp ly sẽ chạy lên cầu Nguyễn Văn Cừ. Rồi xuống cầu Nguyễn Văn Cừ, đúng rồi, nó là Dương Bát Tràng các anh chị, Dương Bát Tràng quận 8. Chạy hết đường Dương Bát Tràng này là sẽ tới khu Trung Sơn này các anh chị, vòng xoay Trung Sơn, cái đó thuộc Bình Chánh. Và lớp ly sẽ kết thúc cái video của mình ngay tại đó, để lớp ly đi gọi xe về quê vài ngày. Sẵn trên đường chạy xe đi ra bến, quay đường phố lại chia sẻ với các anh chị có những cái hình ảnh nào mà nó thú vị cũng như là quen thuộc với mọi người không. Lọt lộ rồi, cái này đường Âu, đường Dương Bát Tràng này bây giờ nó cũng phát triển đó các anh chị, khu bên bảy Bình Chánh này, giáp đây này, tắt giờ mắt. Đi lên một cái cầu gọi là cầu Kênh Sáng.
sáng, và phía trước anh chị xuống cầu Thanh Sáng đó là đang tới vòng xoay Trung Sơn. Rồi đó, phía trước anh chị đang là vòng xoay Trung Sơn. Rồi như vậy là Lovely xin phép được kết thúc cái video ở đây nha. Chào các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị ở những cái video sau. Rất vui vì mọi người luôn đồng hành với lại Lovely. Các anh chị ủng hộ Lovely bằng cách đăng ký nha mọi người, like cái video này. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại ở những cái video sau.